Thưa quý vị và các bạn, trong không khí náo nức của ngày hội tổng quân, cùng với các địa phương trong tỉnh, vào sáng ngày 27 tháng 2, huyện Thạch Thành đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Tham dự về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Võ Mạnh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, đại diện các đơn vị nhận quân. Về phía huyện, tham dự có đồng chí Bùi Thị Mười, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lê Xuân Bình, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo các xã thị trấn và các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Tại buổi lễ, đồng chí Trung tá Bùi Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã công bố quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho huyện Thạch Thành. Gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa số 4773 ngày 5 tháng 11 năm 2020 quyết định về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cho Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ quyết định số 85 ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2021, căn cứ thông tư số 148 ngày 4 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tờ trình số 4954 ngày 26 tháng 10 năm 2020, quyết định điều 1 giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cho Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành là 205 nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Điều 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành tổ chức triển khai thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều 3, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Chủ tịch đã ký Nguyễn Đình Xứng. Tôi xin công bố quyết định thứ hai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa số 4741 Thanh Hóa ngày 4 tháng 11 năm 2020 quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ Luật Công an Nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018, căn cứ Nghị định số 70 ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, căn cứ quyết định số 94 ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021. Theo đề nghị của Công an tỉnh tại tờ trình số 1092 ngày 29 tháng 10 năm 2020 về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021. Quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021 cho huyện Thạch Thành là 16 nam công dân. Điều 2, thời gian giao nhận tuyển một đợt giao nhận từ ngày 27 tháng 2 năm 2021 đến hết ngày 3 tháng 3 năm 2021. Điều 3, tiêu chuẩn trình tự thủ tục tuyển chọn được thực hiện theo Nghị định số 70
ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân. Điều 4, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Giám đốc Công an tỉnh hướng dẫn cụ thể để các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch đã ký Nguyễn Đình Xứng. Kính thưa các đồng chí, vừa rồi thay mặt cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, tôi đã công bố xong hai cái quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và đơn vị công an nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Năm 2021, huyện Thạch Thành có 221 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Chất lượng tân binh năm nay cao hơn năm trước. Những thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe. 100% thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này đều hồ hởi, phấn khởi và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc và quân đội giao phó. Để có được kết quả này, trong quá trình triển khai công tác tuyển chọn, huyện Thạch Thành đã làm tốt công tác chuẩn bị nguồn, giao kế hoạch cụ thể cho từng địa phương đơn vị, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động thực hiện các bước gọi công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nắm rõ hoàn cảnh gia đình cũng như tâm tư nguyện vọng của từng thanh niên. Các thanh niên trúng tuyển của huyện Thạch Thành được giao về cho các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa 4 đồng chí, Công an tỉnh Thanh Hóa 17 đồng chí, Tiểu đoàn 140 Bộ Tham mưu Quân đoàn 1, Trung đoàn 64 Sư đoàn 361 Quân chủng Phòng không Không quân 55 đồng chí, Trung đoàn 102 66 đồng chí, Sư đoàn 308 Quân đoàn 1 80 đồng chí. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện giao nhiệm vụ. Kính thưa đồng chí Bùi Thị Mười, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị nhận quân. Thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí. Trong những ngày đầu xuân Tân Sửu, với khí thế toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và phòng chống đại dịch COVID-19. Hôm nay, huyện Thạch Thành tổ chức lễ giao nhận quân tiễn đưa những người con ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, tôi nhiệt liệt chào mừng, chúc quý vị đại biểu, các đồng chí tân binh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, từ xưa đến nay, lực lượng thanh niên luôn là lực lượng xung kích đi đầu, là nguồn lực có vai trò quyết định thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc Việt Nam, cùng với cả nước, lực lượng thanh niên Thạch Thành đã hăng hái lên đường tổng quân giết giặc lập công, cống hiến hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Toàn huyện có 1.759 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, 1.218 thương bệnh binh, 6 chiến sĩ được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 5.000 chiến sĩ được nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương các loại. Với những cống hiến, hy sinh và những thành tích các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, huyện ta rất vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp bước truyền thống anh hùng của huyện nhà, với tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, lớp lớp các thế hệ trẻ Thạch Thành nối tiếp nhau lên đường nhập ngũ, ra quân nhập ngũ vào quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Được rèn luyện trong môi trường quân đội, thanh niên huyện nhà vượt qua bao khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đã trưởng thành được Đảng, Nhà nước tin cậy giao giữ nhiều trọng trách quan trọng trong quân đội, công an. Nhiều đồng chí đã trở thành tướng lĩnh, cán bộ chỉ huy cao cấp
góp phần viết tiếp thêm truyền thống vẻ vang của huyện nhà anh hùng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đồng chí, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự quốc phòng của địa phương, nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, huyện nhà đã tuyển chọn được 205 công dân thực hiện nghĩa vụ quân đội nhân dân và 16 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao năm 2021. Tất cả những công dân này đều đủ điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe để lên đường nhập ngũ. Và hôm nay, sau buổi lễ giao nhận quân này, tất cả 221 thanh niên tại đây sẽ chính thức trở thành những tân binh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của quân đội và công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Thưa các tân binh thân mến, mặc dù chiến tranh đã lùi xa, toàn đảng đang nỗ lực xây dựng đất nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, song kẻ thù vẫn luôn tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc, phá hoại sự ổn định về chính trị, sự toàn vẹn về lãnh thổ, độc lập chủ quyền của nước ta. Do đó, trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, chúng ta không một phút lơ là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 vừa qua, hình ảnh những người chiến sĩ bộ đội, công an nhân dân cùng với đội ngũ y bác sĩ là những lực lượng nòng cốt đi đầu trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, chống dịch như chống giặc. Không ngại gian khổ hy sinh lại càng khiến nhân dân thêm yêu mến, cảm phục hơn. Các bạn trẻ tân binh thân mến, hôm nay thật vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân, công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Trước giờ phút tiễn đưa các bạn lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tôi mong muốn rằng các bạn hãy phát huy truyền thống của quê hương Thạch Thành anh hùng, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: chung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Các bạn hãy nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, xứng đáng là thế hệ trẻ, thanh niên thời đại Hồ Chí Minh. Đó chính là tình cảm, là món quà quý giá của các bạn dành cho gia đình, quê hương và những người thân yêu nhất nơi quê nhà. Thưa các đồng chí đại diện các đơn vị nhận quân, trước hết, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thành, xin trân trọng cảm ơn các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Quân đoàn 1, Quân chủng Phòng không Không quân đã quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ huyện Thạch Thành hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021. Các tân binh của huyện nhà hôm nay bước vào môi trường mới, môi trường quân đội công an, bước đầu sinh hoạt học tập và công tác không tránh khỏi những khó khăn thách thức. Do đó, tôi đề nghị các đồng chí luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện, tạo mọi điều kiện để 221 tân binh của huyện nhà hôm nay nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua buổi lễ tổ chức giao nhận quân hôm nay, tôi cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, động viên chăm lo giúp đỡ kịp thời, thiết thực các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình quân nhân. Đó chính là tình cảm, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các đoàn thể và
cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một lần nữa, nhân dịp đầu xuân Tân Sửu năm 2021, xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt hơn 221 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ đợt này, thanh niên Nguyễn Viết Hoàng phát biểu. Vinh dự và tự hào được thay mặt cho 221 tân binh lên đường nhập ngũ lần này. Lời đầu tiên, cho phép tôi kính chúc đoàn chủ tịch, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân, cùng với tuổi trẻ cả nước, thanh niên Thạch Thành phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tiếp bước cha anh, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đâu cần thanh niên có, việc gì khó, có thanh niên. Trong buổi lễ trọng thể này, chúng tôi rất cảm động và biết ơn sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể trong huyện đã quan tâm tạo điều kiện về cả vật chất và tinh thần, động viên anh em chúng tôi lên đường nhập ngũ. Thay mặt cho 221 đoàn viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tôi xin hứa trước Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Một là tuyệt đối chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội giao cho. Hai là tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng đội quân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Ba là phát huy truyền thống quê hương Thạch Thành anh hùng và truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Một lần nữa, thay mặt cho 221 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an hôm nay, xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chào thi đua quyết thắng. Xin trọng cảm ơn. Kết thúc buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao tặng 221 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 triệu đồng, nhằm động viên các tân binh tích cực rèn luyện, thực hiện tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương chiến khu Ngọc Trạo anh hùng.